Chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình phát hình của AVA TV. Thưa quý khán thính giả, trong những chương trình vừa qua, quý vị đã gặp gỡ cùng với rất nhiều tất cả các bạn trẻ ở tại Việt Nam. Và trong chương trình kỳ này, Trọng Thắng xin giới thiệu đến quý vị một gương mặt trẻ đẹp trong giới chuyển đổi giới tính. Và mời quý vị gặp gỡ cùng với lại ca sĩ Phương Vy. Hello em. Chào anh. Em khỏe không? Dạ em khỏe. Hôm nay trước hết đó, là anh cũng phải cảm ơn em, là từ vì cái lời mời của anh hơi gấp rút. Sáng nay anh bên phái đoàn gọi thì lúc đó em cũng chưa biết là mình sẽ được lên phỏng vấn hả? Dạ đúng rồi. Đang làm gì? Dạ em đang ở nhà ngủ. Đang ở nhà ngủ. Có nghĩa là ngày nào cũng ngủ dậy muộn hả? Tối đi hát hả? Tối em đi hát. Anh thử ra sáng dậy muộn một chút xíu. Anh cũng cảm ơn Phương Vy đã đến cùng với lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì em có một bộ đồ rất là trẻ trung xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. Phương Vy ơi, em có thể cho quý khán giả được biết một ít về em. Em lớn lên trong một gia đình như thế nào và cái cuộc đời em ra sao? Gia đình của em gia đình của em cũng bình thường thôi, cũng khổ chứ không có giàu có gì hết trơn, nhưng mà đủ ăn đủ mặc. Lúc mà em còn nhỏ cũng như là em đi chơi với Tàng là con gái mà. Mà em không có biết, và tự nhiên tới lúc mà tới lớn chút xíu tự nhiên em có thích một người mà người đó là nam nữa. Em thấy cảm thấy ủa mình cũng là nam, tại sao mình lại thích người đó. Em cũng thấy sao hay là em biết em là người giới tính khác, mà tại sao em không thích con gái mà tại sao em lại thích người đồng giới giống như em thấy cũng sao, mà em cũng yêu họ mà họ cũng đâu có biết là em yêu họ đâu. Mà em chỉ nghĩ lúc đó em cũng còn tóc tai cũng còn là một người con trai mà. Thì con trai người ta chỉ yêu con gái chứ đâu có yêu giống như người con trai như tụi em. Thì sau này em suy nghĩ em dán lo làm ăn để dành tiền để mình chuyển đổi thành một người con gái. Mình chuyển đổi giới tính hết là một người con gái để mình có thể là tiếp xúc với người con trai đó, là mình quen với họ, mình lấy nhau với họ. Nhưng mà gia đình của em ngay từ nhỏ đã có chấp nhận em như vậy không? Từ đầu gia đình em không có chấp nhận, không có gia đình nào mà chấp nhận con mình là con trai mà đi làm thành con gái hết trơn á. Thì lúc đó em cũng nói chuyện với ba mẹ và khắc phục với ba mẹ, từ từ dần dần thời gian rồi cha mẹ cũng chấp nhận. Tại vì em cũng nói là số phận của em là bây giờ cũng là như vậy rồi, bây giờ có cấm thì tụi em cũng vậy. Thì tụi em chỉ mong sao ba mẹ thương tụi em và cho tụi em được làm theo cuộc đời của mình là một người con gái. Ở nhà anh chị em thì sao em? Dạ. Ở nhà em có đông anh chị em không? Dạ, cũng đông. Như vậy thì là cái sự kỳ vọng của bố mẹ vào em là một người nam ở trong nhà để mà nối dõi tông đường thì nó cũng không có nặng lắm đúng không? Dạ. Là có bao nhiêu anh chị em cả thầy? Dạ, nhà em tới 7 người. Ồ, 7 người vậy là em cũng nhẹ gánh hả? Dạ. Thì trong cái khoảng đời mà em lớn lên như vậy đó, là em chỉ có sinh sống ở tại khu vực ở thành phố Sài Gòn này thôi, đúng không? Dạ, đúng. Dạ. Thì em có thể cho quý khán giả được biết đó, là từ lúc nào mà em quyết định là em chuyển giới và cái con đường của em trong cái cuộc sống hàng ngày của em làm gì để em có thể em sinh sống? Dạ, cũng như trong cuộc đời của em, cũng như là em cũng đi hát show đồ với mấy bạn bè của em. Mấy người bạn bè đồng hành với mấy bà chị của em, những người đi trước. Như người ta kêu em đi hát show sinh nhật, đám cưới, đám hỏi rồi, nói chung là để kiếm tiền để thu nhập. Chứ em bây giờ cũng bán thêm mỹ phẩm, đó là bán kem để kiếm thêm thu nhập để dành tiền đồ. Cho anh hỏi thêm về cái vấn đề cái khi mà em chuyển giới đó, thì cái con đường của em nó như thế, con đường đi của em nó như thế nào, làm sao mà em kiếm ra được một cái chỗ địa điểm thẩm mỹ tin cậy để em có thể em giao phó cho người ta để mà em có thể chuyển giới, và trong cái quá trình chuyển giới nó khó khăn như thế nào? Dạ, cũng như lần đầu em cũng muốn làm một người con gái và để đi chuyển giới, thì em cũng quen được những người bà chị đi trước, người ta cũng giải phẫu trước em vậy đó. Thì em mới hỏi giải phẫu bao nhiêu tiền, thì bà chị đó chỉ em em nếu em có muốn đi á thì chị sẽ dắt em đi. Thì đó, em cũng muốn đi thì em sẽ dắt theo người bà chị đi. Tới lúc qua bển em giải phẫu thì em sẽ nằm ở trên băng ca, em sẽ nằm ở đó. Em ở đây hay ở đâu? Ở bên Thái Lan. Em đi Thái Lan giải phẫu. Dạ, em đi Thái Lan em giải phẫu. Thì em sẽ nằm trên đó, sẽ có một người đi theo em để dưỡng thương cho em những lúc mà em nằm trên bệnh viện. Thì người đó sẽ chăm sóc cho em. Thì em cũng như hỏi cho rõ ràng rồi em mới đi, chứ mình đâu có biết ở đó có giải phẫu hay không.
Tại vì cũng có nhờ người, những bà chị người ta biết trước rồi, em mới hỏi, tìm tòi tới, em hỏi tới, rồi em mới đi. Nhưng mà tiền ở đâu để em có thể đi giải phẫu? Lúc đó em chưa có tiền, nhưng mà sau đó em buôn bán, em để dành dụm được tiền. Xong rồi em đủ tiền, em mới qua, em hỏi chị đó. Chị đó mới dắt em đi qua bên đó, thì trong đó chị nói, thì em có tiền em mua vé máy bay, em đặt vé máy bay trước đi, đặt vé cho em với cho chị. À, em trả tiền luôn cho em cái trả đó. Trả tiền cho người đó, thì người đó sẽ đi theo em qua bên Thái Lan và người đó biết đường, dắt em lại ngay chỗ bác sĩ Dr. Thép ở bên Thái Lan, thì giải phẫu dắt bên đó qua tới bên đó để em giải phẫu. Thì vô qua bên tới bên đó thì em cũng run lắm, em cũng sợ, tại vì lần đầu mình đi giải phẫu không biết có sao không, thì em cũng run, thì chị nói không có sao đâu, không có đào gì đâu. Thì em mới nói vậy hả chị, không có đau hả? Khúc mà dắt em vô bác sĩ xong rồi bác sĩ mới nói là em đừng có ăn gì hết, em đừng ăn hết, qua ngày mai giải phẫu là không được ăn uống gì hết. Thì sau đó em mới đóng tiền xong hết rồi, bác sĩ mới coi giấy tờ của em, coi có phải là còn nhỏ tuổi không. Nếu mà còn nhỏ tuổi, dưới tuổi vị thành niên là bác sĩ sẽ không giải phẫu, phải đúng tuổi trở lên, lớn tuổi rồi bác sĩ mới giải phẫu, chứ còn nhỏ quá bác sĩ không có giải phẫu. Thì sau đó thì em đủ tuổi hết trơn rồi, bắt đầu em mới giải phẫu. Thì bác sĩ mới nhận tiền, bác sĩ hẹn là ngày mai 9 giờ sáng ngày mai sẽ dắt em lại giải phẫu. Thì em cũng mừng lắm. Thì bác sĩ cũng kêu em về cứ vui vui vẻ bình thường đi, ngày mai sẽ trở thành một người con gái, mà em cũng vui lắm. Chị đó nói em đừng có hồi hộp, mà nhưng mà em rất là hồi hộp, tại vì sợ không biết có đau không. Nhưng mà em cảm giác là mình giải phẫu rồi là mình sẽ trở thành một người con gái thực sự, cũng như là mình vui vẻ ra. Chứ giờ em suy nghĩ em tóc dài rồi, làm mặc đồ trang điểm rồi giống như một người con gái, mà thực sự em không phải là một người con gái, nhưng em phải đánh đổi và chuyển đổi thành một người con gái, lúc đó em mới trở thành một con gái thực sự. Và cái chị đó cũng đã giúp đỡ cho em rất nhiều, chị đó nói tiếng Anh đồ với bác sĩ, tại vì em cũng không có gành. Cái chị đó nói tiếng Anh giúp cho em để giải phẫu hoàn toàn. Em lúc đó em cũng cảm ơn chị đó rất nhiều. Thì xong rồi, 9 giờ sáng ngày mai em sẽ lại bệnh viện và chuẩn bị giải phẫu. Thì sau đó bác sĩ mới đưa em lên phòng để nằm. Thì em mới nằm. Thì bắt đầu chuẩn bị chích gây mê. Gây mê bắt đầu chích cái thuốc đó. Chuẩn bị chích thôi, nhưng mà chích cái thuốc đó là em sợ, em run, em định nhảy xuống rồi, tự nhiên sợ quá, em sợ biết có sao không. Đúng rồi. Chị nói không có sao, em cứ nằm bình thường đi, gây mê là không có còn biết gì hết. Thì em mới nằm đó cho bác sĩ chích thuốc gây mê. Thì lúc đó chích thuốc gây mê rồi, em ngủ em không còn biết gì nữa hết trơn. Tới lúc em tỉnh dậy đó, ủa tại sao em thấy người em nó không có đau gì hết, nó còn gây mê. Em nhìn xuống người em, ủa cái ngực em đã băng bó hết trơn, mà người em ở dưới cũng băng bó hết trơn, là em nghĩ vậy là xong. Ủa sao em thấy nó không có đau. Tới lúc mà hết thuốc tê em mới cảm giác là nó hơi đau, mà hơi ê, nhưng mà mình chịu được. Là mình cũng bây giờ lỡ có đau rồi, mình đã trở thành cô gái hoàn toàn rồi. Lúc đó cũng đã xong. Mừng quá phải không? Dạ mừng lắm. Rồi cái thời gian hồi phục bao lâu, em nằm ở bên bến bao lâu? Dạ thời gian em hồi phục đó là chị đã chăm sóc em cũng là gần một tháng, 20 mấy ngày. Một tháng à? Dạ. Gần một tháng trời. Dạ. Bên đó. Dạ. Và cái chi phí đó cũng nặng ạ. Phải không em? Dạ đúng rồi, tại vì mình mướn người ta theo để người ta chăm sóc cho mình, rồi mua vé máy bay cho người ta. Và về mình phải cho người ta một khoản nào đó, tại vì người ta chăm sóc cho mình tận tình. Dạ. Khi mà em trở về đến Việt Nam đó, thì lúc mà em đi đó là giấy hộ chiếu của em là một người nam. Dạ, giấy bếp mò cũng là người nam. Ừ, đó, passport là người nam. Mà bây giờ khi mà em trở về như vậy đó thì có gặp khó khăn gì không? Dạ không, bình thường, đi bình qua thường. Bình thường. Dạ. Đi qua bình thường. Rồi từ đó đó là bao lâu thì em mới cảm thấy là hồi phục hoàn toàn 100% và sinh hoạt trở lại bình thường? Dạ, thời gian đó là trong vòng 6 tháng là hồi phục hoàn toàn. Tất cả là có thể là mình có thể mình quan hệ được với một người chồng của mình. Dạ. Wow. Thì sau khi mà em chuyển đổi xong rồi đó thì em cái sinh hoạt cuộc sống của em như thế nào, và cái chuyện tình cảm của em lúc đó ra sao? Dạ sinh hoạt cũng như là sinh hoạt trong gia đình em, với em đi ra đường cũng vui vẻ lắm. Tại vì mình thấy mình bây giờ mình thay đổi hoàn toàn vậy đó. Thì em cũng vui vẻ, rồi sinh hoạt cũng quạt bác với chị em, rồi đi hát show đồ. Rồi với chị em cũng vui vẻ, rồi mình giải phẫu này kia nọ, cũng như mình cũng vui ra. Chứ mình không có còn như lúc trước nữa. Nói chung là em thay đổi hoàn toàn, cũng như là có lợi cho em, là cũng như là
cũng có xô nhiều, tại vì em đã giải phẫu hết trơn với người ta biết về em nhiều thì bạn bè em gọi em đi hết xô đồ cũng nhiều. Dạ. Còn chuyện tình cảm thì sao? Còn chuyện tình cảm của em, của tụi em á, tình cảm của tụi em á, trong cái giới của tụi em á, nó trong trên lắm. Nó không có được như là những người con trai và gái. Còn như tụi em là giới tính, nó trong trên lắm. Cũng như thời gian tình cảm của tụi em á, quen nhau, lúc đầu quen nhau cũng yêu nhau tha thiết lắm. Rồi tới lúc mà người đó muốn đi là thời gian của tình yêu của tụi em nó trong... Trống vắng nhau. Dạ. Nó không có được lâu dài. Nó chỉ có khoảng nào đó thôi. Bao vì họ lâu? Cũng sẽ đi lấy vợ thôi. À, nhưng mà dài nhất là khoảng bao lâu? Dài năm. Vài em theo, theo như em nghĩ là chỉ có dài năm. Dạ. Hiện nay bây giờ thì em có yêu một người nào đó không? Hay là em đang yêu? Dạ, cũng có yêu một người đó. Thì tình cảm em lấy hai người quen nhau. Hai bên gia đình cũng biết, cũng chấp nhận. Nhưng mà quen nhau cũng thời gian thôi. Thì cái người đó cũng thích người khác hoặc là có vợ. Quen một người khác vậy là lấy người khác. Còn như tụi em ở thế giới thứ ba đâu có con, đẻ con cái gì đâu. Là có nghĩa là cái trở ngại chính mà em gặp giờ trong cuộc sống là không có con. Thành thử ra là cái người thường thường những cái người bạn tình của em là họ đều đến một cái lúc nào đó là họ cũng bỏ em để họ đi lấy vợ thôi. Dạ đúng. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ nhận một đứa con nuôi không? Dạ có. À, và hiện nay bây giờ đó, để mà giữ cái dáng vẻ đẹp như thế này nè, em có phải làm cái điều gì để giữ dáng vẻ không? Dạ có chứ. Đó là em có uống hormone và chích hormone hàng tháng để giữ cái dáng như tụi em nó thon thả cho nó đẹp hơn và làm cho da em nó trắng hơn và da mặt em nó càng mịn màng hơn. Và tất cả người thế giới của tụi em là đều phải vô hormone hoặc là uống hormone để cho tụi em trắng trẻo và thon thả đẹp hơn. Và cái hormone đó nó làm cho cơ bắp tay đồ á, nó sẽ thon thả đi và da mịn màng ra. Sẽ giống con gái hơn. Giống con gái hơn. Cảm ơn em rất nhiều đã đến cùng với lại chương trình trong ngày hôm nay. Và em cảm ơn anh và em cảm ơn quý khán giả đã coi chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Vâng, thưa quý khán giả, xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình và quý vị khán giả sẽ gặp gỡ cùng với lại một người chuyển giới khác, đó là cô Bảo Yến.